Rồi bắt đầu cái này là chị Hai tặng quà cho Hoàng Anh nè. Wow, wow. Quà của chị Hai tặng cho Hoàng Anh sinh nhật trễ nha. Oh, hay quá. Cảm ơn chị Hai đi. Cái không riêng mình với Hai nha, của xã thì phải đưa đây. Dạ dạ. Rồi. Chị Hai em nói riêng luôn, quá ngờ. Không ngờ. Merci beaucoup anh bảo. Trời ơi, thank you anh. Oh. Để lên mặt coi luôn, để lên mà quay luôn. Best buy gift card nè. Wow. 200 á. Trời ơi. Thank you anh. Rồi, trước khi ra về có mua gì cho Best Buy không anh? Không có. Ok. Thank you anh kia anh Bảo nha. Hồi nãy bà có gửi qua sinh nhật cho Bảo với chị Hai một lần luôn rồi đó. Nãy con Bảo mất con cho em bé bú Bảo. Ủa mà giờ này ghét lại sao trời? Bảo bị trễ. Xong rồi thôi con cuốn lại con. Ồ, dễ thương lắm. Để cho phòng á, phòng sao đẹp. Ờ vậy hả? Ghê ha. Ờ cảm ơn chị Hai đẹp quá. Để công sức làm mình. Công sức để đúc quá. Tí thỏ bánh kem nè. Đấy, mày làm sao lại lên mạng tiếng mày quên chứ mà anh ơi, mày phải chụp mặt đi. Nó sần xỉn quá, nhớ quá không, 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 để lắc, để lên vô cái vỏ ba, lên vỏ ba luôn á. Để cho, để vô ba, lắc, ba đem ba nhớ, đem về. Là ba, lấy cái yếu chặt nhiêu. 200. Thằng mới nói. Ủa gì trời. Thằng mới nói chút sinh nhật vậy chị hai. Sao, sao, không, không, để đoán nè. Sao đoán được. Trời. Để đoán cái này. Không, tưởng tới trăm hết rồi, giờ cái tới 200 rồi, ghê vậy. Thì kiểu ba lấy cặp về cho ba. Rồi bỏ lên vỏ ba đi, lát ra em lên. Thôi bỏ xe đạp xe rồi đó mà anh đi. Mình đã dùng trà rồi chị Hai. Mình đã đi break, chị Hai dùng trà rồi. Ăn đi coi. Ừ, mà chắc khu này là đi break dài hơn chị Hai. Ok.